qua thì chúng mình ở Sentosa chỉ để chơi iFly thôi, nhưng mà lúc vô thì thấy cái khung cảnh trong đó đẹp quá nên hôm nay quyết định quay lại. Và hôm qua thì đi bằng cáp treo, nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi bằng tàu monorail Sentosa Express. Hôm nay thì chúng mình sẽ trải nghiệm một ngày trải nghiệm toàn bộ đảo Sentosa với rất nhiều các hành trình thú vị. Các bạn cùng đón xem nhé. Sau khi mua cái vé ở trên cái lúc rồi thì tụi mình đến cái quầy của Sentosa ở lầu 3 Vivo City để đổi cái voucher của cái lúc đó ra cái vé đi tàu monorail của Sentosa đi qua đảo, và cả cái vé fun pass để chơi các cái trò đó. Và anh đã chọn một cái fun pass là chơi được 3 trò và ba anh em là 9 trò. Đúng rồi, một người 3 trò. Và sau khi mà đổi xong một cái vé đi tàu và một cái vé fun pass chơi được 3 trò thì họ sẽ phát cho mình hai cái này. Hai vé này hoàn toàn là giống nhau, nhưng mà lần sau mà sẽ có ghi cái nội dung chi tiết. Sau vài phút đi tàu điện monorail và ngắm cảnh hai bên rất đẹp, chúng tôi đã đến được trung tâm của đảo Sentosa và xuống ở trạm Imbia Station. Tại đây chúng tôi bắt đầu tham quan và tham gia các trò chơi. Ở Sentosa Fun Pass đã mua, chơi được 3 trò thì trò đầu tiên chúng tôi chọn đó là đua xe và đi cáp treo. Đua xe như thế nào thì các bạn cùng xem sau đây nhé. Xuống lấy mũ bảo hiểm để đội vào để mà đảm bảo an toàn lúc mà mình lái cái xe đó. Và cái chặng đầu tiên thì chúng tôi sẽ đi bằng những chiếc xe đặc biệt này, nhưng mà lúc đi xuống lại thì sẽ đi bằng cáp treo. Đây, và chúng tôi đang ở trên đường đua. Lái cái này chỉ cần đẩy tay lên, đẩy tay xuống mà lắc. Khi đi cái xe đua kia thì bây giờ tụi mình lại đi cái cáp treo để đi xuống lại đi xuống lại bên dưới kia để tiếp tục đi chơi trò khác. Và hứa hẹn đây là nhìn ngắm từ trên cao xuống cũng sẽ rất là đẹp nha. Đây chính là cái xích đu treo của chúng ta, gợi lại cảm giác đi cáp treo những năm 1980 trên cái tấm hình trên mạng. Ngồi đây cũng treo leo chơi vơi quá. Và bây giờ sau khi mà mình đi cái xe đua kia thì là anh em chúng tôi sẽ đi tàu điện từ trạm Imbian đến xuống trạm Beach Station để đi thêm một trò nữa. Và đặc biệt ở đây thì tàu điện mà đi trong hòn đảo này thì đều hoàn toàn miễn phí, bạn chỉ có mua một lần từ ở ngoài kia vô thôi. Và đây là cái chỗ mà Hoàng sẽ nhảy bungee, và sau khi nhìn cái độ cao của cái này thì họ Hoàng của chúng ta có vẻ là hơi có vẻ như là đắn đo. Và cuối cùng Hoàng đã quyết định không tham gia trò chơi này. Tuy nhiên, chúng ta có thể chứng kiến được những người khác chơi một cách thú vị như thế này. Các bạn cũng lưu ý là thẻ Sentosa Fun Pass 3 trò, 5 trò hay không giới hạn trò mà các bạn mua thì các bạn chỉ có thể được lên cầu nhảy này tham quan và ngắm cảnh thôi. Còn nếu các bạn muốn nhảy thì phải mua một vé khác. Và giá ở trên cây lúc các bạn có thể mua là $190 Singapore. Và sau khi đăng ký thì Hoàng sẽ chơi Mega Bounce. Mà Mega Bounce như thế nào thì mọi người hãy cùng xem nhé. Và bây giờ hai chàng trai của chúng ta chuẩn bị đi ra nhảy Mega Bounce. Đây, và đây là Mega Bounce. Sẽ búng, sẽ nhoi.
sau khi tham gia rất nhiều cái hoạt động mang tính chất là vận động nhiều thì anh em chúng tôi chọn cái trò cuối cùng trước khi ra về, đó là cái ngọn tháp Tiger Sky Tower. Và bây giờ thì các bạn sẽ xem là cái ngọn tháp này có gì đặc biệt nha. Nhưng mà theo mình rất là thích bởi vì là mình sẽ được thư giãn ngồi trên cái vòng xoay và xoay vòng vòng và đi càng 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 vô đổi vé lại nha. Bây giờ thì là cho anh em chúng tôi đảo từng trong cái lòng quay của cái gọi là Tiger Sky Tower. Và bây giờ cái lòng này nó sẽ đi thẳng lên nhưng mà nó sẽ không đứng ở chỗ mình, nó sẽ quay vòng vòng. Và chúng ta sẽ nhìn được toàn cảnh cái khu gọi là bờ Tây của Singapore, những bến cảng, những công trình và cả công viên Sentosa này nữa. Rất là thú vị mà chúng ta đang đi lên kìa. Tháp quan sát Tiger Sky Tower cao 131m so với mặt nước biển. Và ngồi bên trong lồng kính có điều hòa nhiệt độ mát mẻ, các bạn có thể nhìn ngắm toàn cảnh Singapore, một phần của Malaysia và thậm chí là Indonesia nữa. Và đến đảo Sentosa, các bạn cũng có thể ghé bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds. Thì anh em sẽ đi ăn tối và cái ăn tối thì anh em quyết định đến một cái con phố ẩm thực ở Chinatown và rất là vui là anh em mới vừa quyết định xong thôi và mua ngay lập tức ở trên Klook và xài luôn. Và đặc biệt là cái voucher này là $5 nhưng mà mua trên Klook có $4.50 thôi, ba anh em thì sẽ tiết kiệm được $1.50. Cái lúc này cảm thấy khá là tiện lợi vì mình mua cái gì cũng được giảm giá và rất là nhanh chóng. Để đến được cái khu phố này thì các bạn đi đến tàu điện đến ga Chinatown, sau đó đi ra exit A đúng không? Đường Smith. Và để đi đến đường Smith. Và để đổi cái voucher của cái ăn cái lúc thì các bạn có thể lên tầng 2 của cái văn phòng Street Food Office. Ở đây thì các bạn thấy cái dấu hiệu là Hawker Pass, ở đây các bạn có thể quy đổi cái voucher điện tử thành những cái voucher giấy để các bạn xuống mua đồ ăn. Và sau khi đổi xong thì chúng tôi có $15 ở dạng voucher như thế này. Và việc mua voucher để ăn uống tại khu ẩm thực Smith Street này thì các bạn có thể mua bất cứ lúc nào, kể cả ngay khi các bạn đã đến Smith Street, và giá thì rẻ hơn một chút so với các bạn mua bên ngoài. Tại khu phố ẩm thực này có rất nhiều món ăn địa phương, từ cả những món mặn đến những món tráng miệng. Khu phố mở cửa từ 11 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Và sau khi đổi voucher $15 nhưng mà chỉ trả khoảng $13.50 thôi vì mua trên Klook, thì tụi mình đã quyết định là mua tại chỗ, mua bằng app luôn, mua thêm voucher $10 nữa, nhưng mà trị giá chỉ có mua trên Klook chỉ có $9 thôi. Tổng cộng là tụi mình có $25 Singapore voucher để mua đồ ăn và phải bù thêm là $2 nữa để mua gọi những món mì, tại vì cái số voucher đó không đủ. Và ở đây thì mình gọi 3 phần mì xá xíu rất là ngon, và mỗi phần mì ở đây đều có một cái phần súp đi kèm. Ngoài ra còn một cái món rất là ngon tại đây không thể nào không thử, và lần nào tới đây cho biết cũng thử, đó là món satay. Món satay này là món satay bò và chấm với tương đậu phộng, có ăn cùng với dưa leo. Và bây giờ các bạn cùng cho biết ăn nhé. Bây giờ cho biết thì chưa gọi nước bởi vì lát nữa thì định đi ăn chè nữa. Nước đậu phộng này lạ, vừa lạ vừa quen, ngọt ngọt, bò nướng thì thơm. Khi ăn xong thì mình đã tráng miệng bằng các cái món đồ ngọt. Đây là món thạch với lại nước chanh rất là ngon nè. Món này mình đã ăn bên Đài Loan rồi.
Hoàng thì chọn sâm bổ lượng rất là quen thuộc, còn Dũng chọn một cái món gọi là Holy Sea Coconut. Coconut chắc hình như trái giống như trái thốt nốt đó, nhưng mà để ăn thử cái thử nha. Chào các bạn, bây giờ hôm nay là buổi sáng cuối cùng mà ba anh em ở Singapore, và sáng nay ba anh em quyết định đi ăn sáng không phải trong thành phố mà ở một nơi nó hơi xa trung tâm một chút, nhưng mà rất là thú vị. Và để lấy vé ở Singapore Zoo thì các bạn chỉ cần mở cái code mà cái lúc gửi các bạn trên điện thoại, các bạn ký vào đây và chọn quốc tịch là Việt Nam, là người Việt Nam, và sau đó cái vé nó sẽ in ra cho các bạn rất là nhanh ở đây, cực kỳ tiện lợi luôn. Và ở đây thì chúng ta có đặt vé ăn sáng, và các bạn chỉ cần quét cái code mà đã đặt cho cái lúc ăn sáng là cũng đã có một cái vé rồi. Và trên vé này thì có ghi là 3 người luôn, người mình chỉ cần một vé thôi. Thao tác cũng tương tự như là thao tác lấy vé vào cổng rồi đó. Rồi, giờ chúng ta đi ăn sáng nha. Các bạn ăn sáng xong các bạn có thể đi coi thú luôn. Và bên trái cho biết đây là một con thú. Ơi. Ở đây thì có vừa cả có món Á và món Âu, và mình sẽ thử bánh bao trước ha, rồi mình đi lấy các cái món đồ Âu sau. Cái này là lấy cho 3 người luôn nha, chứ không phải mình ăn đâu. Và đồ ăn châu Á ở đây cũng rất là đa dạng, không chỉ có món Hoa, còn có cả món Ấn và món Malay nữa. Ở đây theo như mình thấy thì họ ghi là đây là món Nasi Lemak. Nhiều đồ ăn sáng mà chúng tôi đã lấy ra một số đồ ăn vừa kiểu Tây là bánh mì và mứt, và kiểu Hoa và kiểu Malay, và ở ngoài kia thì còn rất nhiều đồ ăn khác nữa mà bây giờ chắc là phải ăn từ từ, không để lên đây nhiều quá ngày tối nên mình ăn tham, nhất là Hoàng. Và ngoài kia còn có rất nhiều món nước trái cây nè, và trái cây đồ ngọt nữa. Ăn dạng lắm thế. Cái này mà lắm thì nhìn nó bé bé này thôi. Ít món lắm, món muốn gì vậy? Nhìn nó lẻ tẻ mỗi thứ tí thôi. Thịt sông khói, mì chay, với lại đậu hũ, gọi là cái gì, đậu hũ gì, hay ăn lẩu không anh? Đậu hũ ki hả? Đậu hũ ki, trứng chiên, trứng cuộn, xúc xích, với lại bánh này, bánh cũng giống giống Việt Nam nè. Ăn khỏe ha, đồ ăn ngon mà đúng không? Ăn thì mới có sức mà quay vlog chứ. Đã ăn xong bữa sáng với động vật hoang dã, và rất là thú vị là ngồi ngay bên cạnh Travis là cũng có một động vật hoang dã khác cũng ngồi ăn. Hoang dã hả? Vậy là ở chung với động vật hoang dã, du lịch chung động vật hoang dã luôn hả? Phải là tất cả chúng ta đều là động vật hoang dã hết phải không?
đây thú thú quý hiếm, thú quý hiếm. Nói chung là thôi tôi không nói chuyện với các người nữa. Cái điều Hoàng thích thú nhất ở cái vườn thú của Singapore đó chính là cái con thú không được nhốt trong lồng mà nó thả tự nhiên ngay giữa xung quanh cái đường đi như thế này luôn. Chúng ta có thể xem nó thoải mái. Hình nha con. Ê, Dũng. Việt Dũng. Quay lại nha. Đây rồi. Đây, trên đường ra sân bay thì chúng tôi lại đặt dịch vụ xe ở trên Klook rất là rẻ, tiện lợi đến tới tận khách sạn mình đón luôn, không cần phải lo lắng về giờ giấc đi tàu điện nữa. Thank you.